Xin chào bà con nha. Hôm nay mình quay lại thăm nhà của bà cụ mà bị bệnh có cái ruột để bên ngoài đó. Mình xin chào chú. Chú là chồng bà. dạ Dạ, không hôm bị bữa bệnh đó là không có nhà. dạ à, bữa đó là chú đi đâu? Dạ, tôi đi làm mướn cho người ta, chưa gì không kịp, buổi tối á. Dạ. Dạ. Rồi thế mấy nay bà có đỡ không bà? Bà cũng vậy hoài, bà luôn bị thần kinh vậy hoài đó chú ơi. Cái Dạ. bụng thì đi cầu không được, cái nó bên dĩnh cái đi cầu được nó đỡ. Dạ. Dạ. Bà nay bà có bớt đau không? Quá quá. Dạ. Bệnh bả là bệnh trời cho rồi. Dạ. Bây giờ nó khổ sống ngày nào đỡ là nấy mấy chú ơi. Rồi bà dở cái bụng lên con coi coi. Cái bà cụ đây thì lại ghét đâu, ghét áp đâu mà không biết giống như cái phần hậu môn là không hoạt động nữa là chú. à, hậu môn nó đem vô không được, bởi vì bà ăn bữa rồi có nửa chén cơm, hộp cơm bà ăn không hết được, bỏ lẳng nó mới dẹp đó. Dạ. Rồi sáng thì cho ăn, bà thí dụ chừng nửa chén cơm cho không được chén cơm nữa, rồi bà ăn làm việc góc này cũng sửa soạn cho ăn nữa, là ăn cũng ngày cũng được 2 lần đó, cho Dạ. nên bà bây giờ đi, vợ chồng tôi già rồi, cái xe con thằng thứ hai đó, nó có vợ, cái xe đụng chết nó bỏ lại tôi hai đứa, 2 đứa con nữa. Dữ vậy đó. Cái tôi nuôi một đứa giờ học được, hồi đó có 3 tuổi, đứa đứa tháng 20 ngày, bả cũng nhờ bả lúc đó bệnh bả nuôi, bây giờ đứa học được 12, đứa lớp 9, giờ lớp 9 nó còn nấu cơm mà giống á. Bây Dạ. giờ mẹ nó có, cha nó có vợ khác rồi đó, bây giờ đi làm công ty trên phố á, nó không có Dạ. giúp gì được, tháng có 500 ngàn, tôi hỏi chú sao sống nổi, bữa làm lương tháng đó thì vợ ta thì được 5 triệu, đó được 7 triệu rồi, lo bây giờ 2 dòng con hai bên, mà bởi vì tôi cũng nhờ hỗ trợ mấy chú có giúp, hôm nay sống 3 gạo cũng có gạo ăn sống 3 ngày đó chú ơi, chứ thật ra không mà mướn thuê thì được hết trơn. Và giờ hồi đó mấy hôm trước là làm quýt rồi nó cũng có lý, rồi miếng quýt nó hư bây giờ thiếu nợ tùm lum nhà nước, rồi cũng không có tiền trả nó, rồi con nó cho 1 triệu 2 triệu mốt mà đóng lãi. À, rồi giờ đây mình nó chịu, bây giờ nếu mà trời nước có xiết á thì bây giờ mình còn cái nền nhà này không có mình bán, còn mình xuống sông mình rớt bé mình nở chứ sao giờ, mà giờ nó không có làm khó, mình Dạ. cũng ra đóng lãi thôi. Dạ. À, gấp năm mình đóng lãi cũng có nhiêu chừng 7-8 triệu à, Dạ. nó gấp ăn rồi bả vậy nằm chỗ chiều vụ 2 tuần hay 3 tuần cái bả run quá thấy chở vô ra bác sĩ chích thì giờ đỡ được ít ngày Dạ. đó. Có bữa là ba ngủ được, có bữa ba không có ngủ, ba sáng đêm rồi ba đi tiểu rồi ngồi tới ngồi lui, tôi cũng biết rồi, nó cũng bức nhất, mà vợ chồng già thì dáng sống nhau chứ hỏi chú nói gì hơn giờ. Rồi rất gì bây giờ là nghiệp ai nấy trả chứ biết sao Đúng giờ, rồi. ai Dạ. cũng phải có cái nghiệp ta trơn á, Dạ. chứ ai muốn vậy sao, Bây giờ mình muốn thì mình mướn, mà già ai mướn như tôi, giờ chú thấy ai ai muốn. mướn. Nhưng mà thường chú ngày chú đi làm công việc gì? Thì bây giờ thí dụ giữ giường cho người ta, ta làm quýt làm cam gì đó mình coi chừng, đêm người ta cho mình 20-30 ngàn mình ngủ gì đó, chiều phải đi sớm, Dạ. rồi mình bữa nào mà thí dụ người ta hết thì thôi mình giữ cũng 5-3 ngày 10 ngày trở lại chứ không có nhiều được. Dạ. Dạ. Cái già giờ đâu mà mướn mà thuê, Dạ, mà chú được mấy đứa mấy người con lận? tôi 4 người con, nhỏ thứ ba đó nhà nước cho cắt cái nhà cái bên đó, Dạ. còn cái thằng thứ hai thì có vợ đi làm thành phố đâu có gì đâu, thằng Dạ. thứ tư thì nó cũng có vợ thành phố, thằng út thì ông xuân sinh ở trong đầu kinh giống đó, ông có 2 đứa gái ông sinh luôn rồi đó, con nó còn khỏe rồi cho luôn, vợ giúp một hai chồng già sống chú ơi, với 2 đứa cháu nội chứ không có đứa nào ở, chứ Dạ. có bệnh hoạn nó mới về thôi. Dạ. Nay anh xuống đây là hên đó nè. Nhưng mà nay mà bà có bảo hiểm không nghe chú? Là có nhà nước cho bảo hiểm luôn, tháng lương vậy nhà nước cấp được cho 700 ngàn, Dạ. nó bệnh vậy đó, nó nhiều hơn người ta, Dạ. người già có 200-255 ngàn hả, Dạ. mà vợ tôi lên nhà nước cho được 700 ngàn, bác sĩ Dạ. cũng nói thôi cho an ủi bà, bây giờ thấy bà cũng không sống bao lâu nữa, mà nhân nữa được 5 mấy rồi, mà từ ngày mổ giờ đã gần chầm 2 năm rồi đó chú ơi, bây giờ Dạ. bà không có đi đứng gì được, phải cho có nằm tối ngày ăn tới ăn là cho ăn, bảo bà ngồi nhiều khi nó eo ne có bên mà ngồi làm như cái ruột mình nó không có, nó nằm ở dưới rồi nó ngồi không được, cứ bảo mày không nghe về la hoài như vậy, nó mày ráng ngồi ăn chứ bà ngồi mày nghe gì sao ăn được, Chắc thốn nó thốn. nó thốn mà sao nó ngồi mày không nghe nó bên à. Nhưng mà sáng giờ bà ăn gì chưa? Dạ ăn cơm, nữa cho bà ăn nửa chén rồi bà nằm đi. Dạ. Là lúc ăn là ngồi lên được ha. Dạ hồi lúc mà chú cho tới giờ đó thì thấy Có nước da bà đỡ đó, chứ lúc trước nước da nó thủng thấy bủn xì, là có đồ mua đồ ăn ăn á hả? dạ mua sang sáng rồi không có tiền rồi bà con cũng cho đó, đi Dạ. công an huyện cho,
rồi nếu bà con nguyện chữ thập đỏ sẽ đét bà cho rồi cho ủy ban xã cũng cho được 2 triệu hôm trước ra thành ra cái chút chút để bà sống qua ngày đó chú ơi. Tôi thì bây giờ không có lo làm mướn thuê không có nhiêu tiền hết trơn, ngay mà hảo tâm ở trong xã ủy ban cũng thấy vợ chồng như khổ. Đây bà cụ để gì nó có bị nhiễm trùng hay là gì không chú? Dạ không, mà như sao sao đó nhỏ mà sao bây giờ càng ngày nó càng cái mẫu mô nó càng ngày nó càng lớn. Thì nó bị sưng hay sao? Không biết sao mà sao giờ nó phì dữ lắm luôn, bây giờ nó bự vậy, chú thấy nè. Không phải nó nè nó. Trời ơi, nó sưng giống như nó sưng. Dạ, nó phì kìa nè, nó đi cầu không được cái nó phì vậy đó. Đi cầu bên hông bà con ơi, này là bà cụ để cái vậy là đi cầu ngang hông vậy đó. Dạ, đi cầu. Là vô cái bọc phải không? Có dán cái bọc vô, có đi cầu hay là gì cho nó có đó, nó đỡ, nó bớt thúi. Rồi mình nhắc nghe nó, mình chùi, mình lao nó xuống rồi nó. Nhưng mà nó tự động chảy ra chứ mình đâu có đi được giống thì như. Chừng nào nó không đi nó ra, còn không đi thôi nó nằm vậy cho hoài đó. Dạ. Mà bệnh của bà vậy mà, nhưng mà ngày xưa là bệnh đầu tiên là gì mà sao nó biến chứng? Nó run nó gặp chú nó sợ như sợ ma vậy đó. Đó rồi cái từ ngày cái uống thuốc ba cái thuốc mà trên bác sĩ thành phố chợ gãy nó cấp cho một tháng vậy uống là bao nhiêu vậy đó. Rồi mình mua một tháng vậy là 1,2 triệu mình uống hoài tới vậy đó. Rồi bắt đầu cái uống giết cái nó đỡ run cái bắt đầu cái qua cái đó một cái ruột. Làm như cái luôn mình không xúc đó, mình nó một cái gỗ vậy là do giống như là tác dụng phụ của thuốc phải không? Dạ, tác dụng phụ của thuốc đó, rồi đó một cái gỗ, rồi cắt một khúc bỏ cái dây rồi mới đâm ra ngoài vậy đó. Giờ nó thần kinh nó lại thẳng, nhà là nước nó thần kinh đó, mình cũng không biết nó nói là mình biết thôi. Tờ giấy giờ cũng có cách giọng đó chú ơi. Vậy là do ngày xưa uống thuốc tây quá nhiều. Quá nhiều. Bây giờ uống tới năm nay là 10 năm mà chú tính đi. Nhưng mà là do cái bệnh gung đó phải không? Dạ gung đó, thần kinh đó, rồi mới uống rồi bắt đầu mới bị cái này mới mỗi 2 năm thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái bao tử của bà vẫn bình thường phải không? Bình thường, ăn ngày cũng được nhưng không có nhiều, nửa chén nè, rồi đó. Dạ. Mà có cái thì nào đói thì dụ giờ 3 tiếng sau mới đòi ăn nữa thì cho ăn thêm nữa. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 68. 68. 66 phải rồi. 66. 68. 66 cũng không phải là quá lớn, cũng không phải là quá lớn tuổi. Dạ. Chú bây giờ bà đỡ, cái rung thì bà 10, bà đỡ 5 mà còn 5 đó. Mà có một cái bà đi cầu bà tệ dữ lắm luôn. Nó không biết gì chăng, nhiều khi nó rơi rớt tùm lum, nó hôi nó thối vô quần ráng giữa tắm vợ chồng mà. Nó khổ dữ lắm. Mà mình đâu có biết than mình nói với ai giờ, bây giờ tại vì cái nghiệp mình rồi. Anh em thì cũng có nhưng mà mạnh nằm để lo gia đình ấy chứ. Có quá xuống nó cầm cho 100-200 thôi chú, chứ không có cái khi nào mà nó cho nhiều. Bây giờ gia đình anh em ai cũng đủ ăn thôi chứ không có khá được. Mà tối bà cụ lên trên trọng nó ngủ hả? Bà sinh ở trong buồng, bà ngủ trong phòng chiều kè bà vô bà nằm tối ngày để cái trà đường vậy cho bà uống đó. Tối ngày thì ăn cơm rồi cũng uống trà đường vậy đó, rồi uống thuốc đó, tới 12 giờ uống thuốc, sáng uống cử rồi trưa uống cử rồi chiều uống cử nữa rồi mới đi ngủ. Dạ. Một ngày nói thẳng với chú chi phí bà tiền thuốc, tiền ăn uống là bà không có dư là từ 100 ngàn đó lên đó chú ơi. Ở ban đêm mà ngủ có được không hay có là dạ, không khi được có khi không, có khi ba thức sáng đêm luôn đó, có khi đó đêm nó ngủ ba ngủ không được. Không biết nhầm đêm nó hên thì ba ngủ cũng được lắm, mà có khi không hên ba thức hỏi bà làm gì mà bà không ngủ, ba là ngủ không có được, mắt mở hoài vậy ba nói vậy đó. Lo do đau hay là sao không biết làm sao giờ trong người trong cái bụng của bà có đau gì không? Không đau. Nếu mà ngủ không được ông mua mà... Chico, bác có nó cũng bình thường nhưng mà bà hơi gung thôi phải không? Hộp trăm mấy thằng màu xanh á. Thằng hả? Cái gì ăn thằng bệnh viện nó cấp tôi là một dĩ có 13 ngàn. Sơ ra bà gung nè, ra bà gung lên sao? Nó làm như sợ ba chưa nó vậy đó. Gung giò cẳng tay chân nó gung hết chứ không phải đâu. Nó gung cái dịp dữ lắm, bây giờ nay chú là lại lỡ lắm là hên á. Sao nó không gung chứ nó gặp người ta nó sợ như sao ma vậy. Nó nói sao mà kỳ cái bệnh người ta kỳ cục. Vậy là lúc trước ở trong nhà không hả gì hả chú? Dạ nó cũng nằm cho giống vậy đó, bằng đêm thì đi vô chẩn cho nó nằm nó nghỉ, còn bác muốn đi tiểu thì kêu vậy cho nội nó kéo đi ngồi vậy đi tiểu dẫn. Đi tiểu
đi xong rồi bắt nó nằm ở vậy đó, có khi đi ngủ được đi không. Vậy là chú ở đây là nuôi thêm hai đứa cháu nữa. Hai đứa cháu nội đó mà chính rồi nhà trường cũng cho tôi được mấy triệu đó chú ơi, cũng nhờ nhà là trường cấp 3 Lê Dung á. Dạ. Yeah. Vì mẹ chết sớm, bà ngoại đó thì thương binh. Yeah. Ông ngoại cũng thương binh luôn. Yeah. Ở tỉnh Long An á, giờ hộ khẩu thì ở sống ở nội đây. Nếu mà tôi ở đây thì tôi hộ khẩu về đây thì tôi làm đơn lên đài chắc cũng cho được sức học bổng. Mà thôi chú ơi, bây giờ xa quá à, nó ở dưới ngoại nó hộ khẩu kệ mồ đi. Ở đây thì nó ăn cơm tôi ngày hai bữa thì đi học thôi, bữa cấp đứa 10.000 đi học kia đó rồi đó. Dạ. Nhỏ lớn cũng vậy, nhỏ nhỏ cũng vậy, mà cháu tôi nó hiền lắm, nó không có biết đi chơi chứ nó học tối ngày học mà phải học giỏi luôn á chú. Dạ. Tôi nói không phải tôi khoe khoang chứ chiến lược đó thi vòng tỉnh nó được tháng 3 đó, nó học 12 đó. Dạ. Giờ cái khen nó đóng ở trong để nó đủ rồi mà tôi không có coi nữa. Tại thường khó khăn thì nó cố gắng lắm. Dạ, bị gì vậy, nó sống với ông bà ăn cơm thôi. Dạ. Còn ra trường thì học thôi rồi về, đây mấy 2 cái số mà. Dạ. Dạ, rồi cũng rồi nhờ bà con rồi chung quanh cũng như ở chữ thập đỏ sẽ đét rồi chú hỗ trợ hôm trước rồi cái giờ sống bây giờ đó, tháng này sống nó cũng khỏe đó chú ơi. Dạ. Có đồng tiền nó quay quả bả gì chứ là 5 ngày 7 ngày là một hộp thuốc Sigo là 150.000 đó. Dạ. Ngoài bác sĩ Toàn đó, còn là thuốc hàng ngày uống là không kể nữa đó chú ơi. Còn dạ. Tiền ăn cũng không kể luôn, bởi vì vợ chồng tôi khổ mà tôi không biết than mà không biết rên. Dạ. Cũng nhờ hôm trước giờ cũng được sức chú cho chú Dảnh đi lên giới thiệu rồi tôi Dảnh Dảnh được sức. Rồi sau tôi tép Dảnh cũng cho được 10 kg gạo. Yeah. Chú mới cho được 100 đô đó. Hôm nay thì ở tay cũng hết thì cũng còn 100-200 đó hết gì rồi. Xây qua rồi bà muốn ăn gì tôi hỏi bà ta không muốn ăn gì anh. Sáng thì chỉ ăn hộp cơm thôi mà ăn phần vậy thôi. Dạ. Yeah. Cũng nhờ bà con biết rồi cho tôi cũng mang ơn nhiều, không biết làm sao. Bởi vì tôi về tôi hỏi thăm mà không ai biết. Tôi mới hỏi thăm mà tôi hỏi ai cho vậy. Cái ông tôi thép bên sân, ông nói không biết ông đó ở đâu nữa. Thành ra tôi về tôi hỏi thăm là vậy. Mình biết ai cho, cô quát mà cho mà không có nói ông nữa. Nói cái ông đó đâu đã quát hả? Tôi dẫn ra gặp bà Đạo rồi, ra đây trước tôi gặp bà Đạo rồi đó. Dạ. Rồi, thấy bà. Giật vậy thôi chứ đâu có đau vậy chú. Bây giờ dạ nó giật rồi nó rung vậy thôi chứ không có đau. Dạ không có đau mà nó rung cũng kiểu như mà không ăn uống được gặp nó sợ vậy đó thôi. Dạ tôi Nguyễn Văn Sánh. Văn Sánh là chú thứ mấy? Dạ thứ hai trong gia đình. Thứ hai ha. Dạ. Ở đây là địa chỉ gì chú? 956 xẹt 3 của ấp Tân Phú. Ấp Tân Phú, xã Tân Phước hả? Dạ Tân Phước. Hôm nay mình đến nhà của chú Hai Sánh ở xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay mình đến thăm nhà của bà cụ. Thì bà đây thì bị bệnh này mà bệnh thần kinh, bị thần kinh, bị rung tay chân, nhưng mà hiện giờ bà đang cái ruột của bà đang để ở phía bên ngang hông, ngay bụng. Thì vệ sinh là ngang bụng. Giờ mình thấy cái chỗ của bà cũng như nó bị có thể bị nhiễm trùng, từ từ nó bự lên. Bà thì sống thì cũng rất là khổ. Giờ chỉ nằm ở trên võng, rồi giờ chỉ ăn uống rồi sống qua ngày thôi chứ cũng không có tiến triển gì được hết. Còn chú đây thì đi làm thuê để nuôi cả gia đình. Ừ thì chú có còn nuôi thêm hai đứa cháu nữa. Nên là dạ, yeah. Bây giờ gánh nặng là nằm trên vai chú, vừa chăm cho người vợ rồi lo cho hai đứa cháu. Và đây con đến thăm chú, con gửi cái chú cái số tiền này là của anh Hải ở bên Nhật, gửi cho chú 2 triệu. Hải ở đâu? Ở bên Nhật. Bên Nhật ha. Dạ, gửi từ nước ngoài. Con gửi cho chú 2 triệu nha. Dạ cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha luôn á. Gia đình tôi xin cảm ơn anh Hải ở bên Nhật. Thật cảm ơn. Dạ. Cho các đi. Cắt tiền đi bà ơi, có ăn gì thì kêu ta, bà làm anh bển mà ta tích chữ là gì là cho bà đấy, thì bà cũng gắng cố gắng xài cho nó có cái gì mục đích nó đúng đó bà ơi. Đừng để dành ăn với uống thuốc. Dạ ăn uống thuốc. Tiền ở đây nè. Bà còn biết tiền thì dạ. Bà còn biết. Dạ. Tôi về giờ chú muốn xin bà 100 là bà cho đưa không nói ấy thôi là bà không đưa đó. Bà tích chữ cho bà kỹ vậy đó. Rồi tôi đã làm gì được thì tôi xài nói chứ vợ con không tiền đó đâu, mấy chú cho thì để mục tiêu là để dùng sáng mua cá cho bà ăn, không mua cơm cho bà ăn gì đó. Dạ. Yeah.